Theo nhiều doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều giải pháp cho kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đưa ra. Những đơn hàng nối tiếp thúc đẩy hoạt động sản xuất tích cực ngay từ đầu năm. Ngành dệt may năm 2018 thì gặp được rất nhiều thuận lợi. Về cái đơn hàng thì năm nay khác với cả năm trước là hàng hóa rất là nhiều và các doanh nghiệp hầu như là thừa hàng để sản xuất. Nên là tình hình sản xuất dệt may 2 tháng đầu năm 2018 tôi nghĩ là đối với ngành dệt may nói chung và với công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm nói riêng là rất là thuận lợi. Ngày đầu tháng đầu của năm 2018 thì tổng ty tiếp tục đẩy mạnh các cái giải pháp để thực hiện đẩy mạnh cái sản xuất hoạt động kinh doanh. Trước hết là đối với hoạt động xuất khẩu thì ngay từ những tháng đầu năm, ngày đầu năm chúng tôi đã tổ chức các cái kênh xuất khẩu hàng hóa, tổ chức các cái đoàn đi hội chợ nước ngoài. Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong GDP khoảng 43%. Tuy nhiên theo đánh giá của Bộ Công Thương thì khối lượng doanh nghiệp FDI mà cụ thể là một vài doanh nghiệp lớn vẫn đóng vai trò chính của mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp. Chính vì thế, nhóm ngành linh kiện điện tử, máy vi tính, điện thoại di động có mức tăng đáng kể. Cái mức này là rất tăng rất cao so với cái mức của các năm gần đây. Có lẽ là cao nhất từ năm 2011 đến nay. Nhưng tuy nhiên, cái điều tôi cũng muốn nêu ở đây là thực chất cái đóng góp cho cái mức tăng lớn này lại chủ yếu là của doanh nghiệp FDI. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, kết quả chỉ số sản xuất công nghiệp của 2 tháng đầu năm sẽ đóng góp rất nhiều vào kết quả tăng trưởng của quý 1 năm 2018. Và qua đó, tăng trưởng của GDP của cả quý 1 cũng sẽ cao.